Hello, xin chào tất cả các anh em hồn sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình nha. Rồi, hôm nay mình lại tiếp tục series chuỗi sinh nhật ở bên Sập Chung nha anh em. Ok, anh em chờ mình xí. Rồi, mình di chuyển qua bên bên Trung anh em ơi. Chuyển IP qua. Rồi vô. Ồ, hôm nay có sự kiện này rồi à. Ok, sự kiện trăng rằm trung thu. Có cái gì hay hay không đây? Hợp. À. Ok. Hôm nay giờ mình cũng đang tiếp tục mua vé để mình quay vũ hồn chinh thinh. Hôm nay là tiếp tục tiêu 60 vé. Bên đài buồn quá anh em ơi, bên đài thua rồi, mình đã cố gắng hết hết mình luôn mà mình vẫn không quay ra được cái không khí anh em ơi. Trời ơi, tôi điên á, nó tôi điên mà thiệt. Thà mình không có con tam tu la chứ, mà mình không có cái ám khí mới, mình buồn quá anh em. Tại ám khí nó mới nó quá ngon luôn anh em, nó ngon điên ấy. Ai mua được nhiêu thì mua, 2.600 luôn à, là còn trăm mấy kim cương. Để coi mình có làm thêm cái gì mà tốn kim cương không, không đúng không? Quất luôn 40 vé, được nhiêu đỡ nhiêu anh em ơi. Cái nào mà đáng 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 phải khô máu thì khô máu thôi, còn cái nào không thì thôi. À, hôm nay mình sẽ có được cái ám khí. Giờ mình suy nghĩ lại lại là anh em, chắc là mình sẽ chọn siêu này sao? Mà mình sẽ chọn bước diệt luân hồi trước để cho con vũ ám nó có cái nó bắn. Chứ bây giờ đam không có thì cái ngày nó một đêm nó có đâu có nổ được được nhiêu đam đâu, đúng không anh em? 897, 897 nha. Vô. Chính đi. Trời ơi, 897 nguyên luôn. Thiệt. Chán dễ sợ. Cái này chơi sơn sập của việc thì dễ rồi anh em ha, mình có thể xin lên trên thế giới hoặc là đơn giản nhất là vô tông. Tông thì dễ, hỏi anh em ai có lấy là dễ rồi. Trời ơi, đúng điên luôn á anh em. Cái gì mà bấm à, đi đào kho báu à. Ồ, có vé quay nè anh em, làm nhiệm vụ ngày có này 13 giờ nó mở. À, bây giờ mình làm nhiệm vụ nửa tiếng là có luôn sự kiện anh em ơi. 13 giờ bên nó là mình 12 giờ đấy. Hôm nay mình làm clip hơi trễ, hôm nay mình không có làm việc sớm cho nên ok, bây giờ mình làm nhiệm vụ xong rồi mình hốt đi luôn anh em ơi. Vậy là hôm nay cái clip nó sẽ có cái mới mới cho anh em coi nhờ. À mà chết trời, quên nữa, bên này có bạn bè gì đâu. Cũng căng à. Mà người Trung Quốc họ dùng tiếng Anh là ít anh em. Tại anh em thấy không, cái game gì ra cũng có tiếng Trung Quốc, cũng hỗ trợ tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, đúng không? Nhưng như lúc vậy họ cũng chẳng cần học tiếng Anh. Tại vì thì thị trường lớn mà anh em, thị trường quá lớn luôn. Các nhà làm game họ phải làm ngôn ngữ đó để mà thu hút cái thị trường đó, thị trường quá béo bở mà. Rồi bao nhiêu người nghỉ ở đâu coi, có lướt xuống là thấy mười mấy tiếng không. Có để đi 42 thì không sao. Ok. À, tiếp tục thôi. Cho này lên 7 sao cái đã rồi. Mình sẽ quét tới con vũ ám quá. Tiêu tiêu chứ cũng khoan luôn, bây giờ đầu lo tới vũ ám quá. Ok, cốt còn nhiều. Không có gì đây. Ủa, đầy ra, nhanh vậy. À đi cái sự kiện này quá, cái sự kiện này. À, ok, vô quay anh em ơi. Sao mấy kia đúng không? Vô quay cái anh em ơi. Này quay 60 vé nha. Ơi, vừa đúng 60 luôn hay vậy. Vậy là mình vẫn chưa đụng tới cái vé kia của mình. Ok. Quay ngang. Trời ơi, quay bên kia đúng đèn anh em.
Nên mình xuống ở đài, không ra là không ra. Gì đây? À, xúc xích. Su, ừ, chơi su nhiều nhiều đi. Cứ chơi su đi. U, ra cái gì vậy? À, này bảo hiểm anh em. Không gì hay hết á. Thấy hiện ra nhưng mà, ý, hai cái luôn hả? Đấy, cu, ui. Ui, đẹp điên. Wow. Đẹp nhờ, để mình chụp hình lại. Để cho mình xí. Wow, đẹp 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 đẹp. À, đây luôn cái này luôn hả? À, cái này là không ăn bảo hiểm nha anh em. Ok, có lại có cái cho con mèo rồi. Cũng ngon. Hữu hồng chân thân mèo. Ok. Cốt gì đây? Ừ, có được cái à, không có nó chọn mà. Đâu nhất thiết là phụng dịch của sồ đâu. Ok, có cái nịt còn 20 vé cuối. Rồi, xả, quay vô lại. Bấm luôn nha anh em, 1 2 3 bấm luôn. Ra. Trời, bên đài mà tôi hên được gì cũng mừng. Hộp cốt gì đây? À, cốt này tôi à, chắc mình không chọn hộp cốt này đâu anh em ơi, mình dư tới 7 tới 6 hộp này rồi. Nhưng mình sẽ dọn cái này, mình đừng cứ để đó. Nhưng nếu cần mình sẽ lấy cái này, 16 cái cốt ngọc ngon lắm. Rồi, xả tiếp. Bấm liền. Bấm luôn. Trời ơi, chật rồi, làm lại. Hi, kích, kích. Đổi, lên tiếp. Trời ảo, trời. Gì mà nó ảo dữ vậy trời. Tiếp nè anh em. Ngon. Đúng ảo luôn á. Trời ơi, bên đài mình cũng làm nhưng mà sao nó không ra ta. Đúng là đèn, nó đèn tới. Ủa, tính ra là mình thôi giúp 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 đỡ một lần đi. Trời ơi, mình chưa có cái xu nào này, mình đi free anh em ơi. Đi free nó chả có được xu được cái gì đó. Ôi sợ, quên mình chưa có tiêu hết lực mà. Lại đi, giúp cho rồi. Đó, mình là thằng có bảo thân cao nhất à. Chết. Rồi, một hit đi luôn. Ủa, tính ra là mình quên hết luôn hả? Con tiêu tiêu với con tu la mình là lo hết rồi à? Vãi. À, đây 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 ra là nhiệm vụ nè. Ao 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 ao. Từ nhiên quýnh không được gì hết. À, thì xong rồi đúng không? 60 vé ngày mai mình à mình còn 88 vé nè. Ngày mai mình lại quay 60 vé tiếp anh em. Là mình sẽ lên được mức 180, mình lấy cái này. 260. Ui à 260 chắc không biết là nổi không đây, khó quá. Hết kim cương rồi anh em ơi. Hết kim cương mà vé cũng sạch rồi. Rồi vô lấy để lấy vũ hồn chân thân đổi ở à, lý điệp đổi vũ hồn chân thân anh em. Có được một mảnh rồi, kích luôn. À, bây giờ bắt đầu bây giờ à đây 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 bây giờ bắt đầu mới kích nè. Mà nói anh em rồi khi mà mình đã có vũ hồn chân thân mình sẽ kích cho nó. Bây giờ là thiếu 18 nè đúng không? Quốc. Rồi, thiếu 20 nè, quốc. Lên 6 sao. À, mình nói rồi mà nếu mà có là mình làm liền. Chà, chơi giờ này lắc dữ ạ. À. Luôn. Thân lên luôn anh em ơi. Ok, một sao. Kích một hộp. Rồi. À, mở hết rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục quét cho thằng này. 8 12 đủ. Ủa. Hết rồi. Có thêm cái đi luôn. Rồi. Đủ 12 xong nhiệm vụ. Level 46, đây có 45 nè. 45 45. Này lên là hết luôn rồi.
với bên này lại hên bên đài lại đen, rồi trong khi mình cần là mình cần bên đài đỏ, đỏ kìa, nên bây giờ tự nhiên mình đang nứt cần ấm khí luôn, điên thật, không ra là không ra. Có hảo cảm với tiêu nè, không đẹp nè, ok. Anh em coi nè, hộp cốt mình đang là 7 hộp luôn, 7 hộp à, cho nên mình sẽ không đụng tới cái này, mình lấy hộp cốt ngọc ngon hơn. Đầu game vô mà cốt ngọc nó được như vậy là quá tuyệt vời anh em, nói thật luôn ấy. Rất là tuyệt vời. Đây mình lấy cái bất diệt ở vô luân hồi nè, mình nói mình lấy là mình lượm luôn đấy, được cái âm khí luôn nè, đó ngon, được mảnh tam ám, cho tam ám lên level, cho tam ám lên level hay là lên level cho âm khí ta. À, lên level cho âm khí anh em, tại giờ mình bắn con vũ ám là chính đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Đâu rồi, đây đeo lên, nhìn lên level cho em nó luôn, 4 sao là kinh vòng rồi. Ok rồi, lên luôn. Đang mưa lớn lên em ơi, sấm quá trời. Ok, hôm nay lên 10 luôn đi. À lên này, cái này cũng có xài đâu, để cho nó vui. Rồi để bây giờ đeo lên thôi chứ gì. Ok, đủ hết slot luôn, ngon, ổn định hơn anh em. À, khỏi đi, có nguyên hồn đâu, gắn trụ cột chi có tác dụng gì đâu. Rồi à, vô chưa đánh sự kiện anh em ơi. À, quên, đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ kiếm một ít, kiếm một ít ấy đã, kiếm một ít điểm nó hồi có ai mời mình còn đi được. Rồi vô bây giờ đang 47 đúng không, rồi kêu quét luôn. Mười, ok, ngày mình quét 10 lần, cứ duy trì như vậy thì mình sẽ đỡ thọt anh em, thấy không, đỡ thọt. Ok, quét bên này, chỉnh đúng nhiệm vụ, hết xong. Ờ, hồi mình farm bot có vũ hồn dưỡng thân cho anh em coi thử nha, ok không? ok, cứ như cũ thôi. Hình như là mình nhớ không làm bản dịch là dùng để cũ không kỹ, quên, để tứ không kỹ hoặc là để bát không kỹ đúng không? Nó mới kích vô hồn thân đúng không? Lên lên lên. Qua giờ mình bận quá, mình cũng chưa trả lời comment của anh em trên cái clip của mình nữa. Mình còn chưa coi anh em có comment gì hay không luôn á. Qua giờ mình bận quá anh em. Bây giờ anh em thấy mình làm clip, hôm nay mình làm clip không có làm sớm nữa. Tại vì mình bận hồi sáng giờ luôn. Ok, ngon, cứ bao bạn đi đều nha, đẹp. Quét con này một cái. Rồi rồi ba bạn luôn, không không biết nếu ba bạn luôn là hiên, ba bạn luôn, trời đúng hơn trời. Rồi xong, kim cương còn có 98 mà. À, quên, để mình vô mình đổi cái nó, cái chân thân mình nói mình làm mình quên, nên qua đổi cái nha. Bây giờ phải tiêu hao 600, 200 nè, 200 thì đổi được cái này, 200 với lại đổi lên 5 nữa là 125 xu, à, tổng cộng 325 xu đó. À, rồi mấy cái này mình sẽ không đụng tới,
Nếu mà đã có rồi mày có chọn gì? Ủa đổ đường thần luôn. Thôi đường thần thì giờ này miễn đi. Ủa đổi gì? Chỉ đây đổi này. Có thiệt luôn hả? Không có thể lực luôn. Trời đúng cười mía. Mấy cái này đâu có cần, nó thật luôn ấy. Đi farm có mà, mắc gì. Này nó có cỏ đâu. Làm gì có cỏ. Lấy cúc đầu cũng được. Rồi bây giờ đổi cái này đi. Bây giờ cái này 160 à. Chỉ có một cái hồn hoàng 5 vạn không, 160. Còn thiếu hệ nữa chứ. Đúng không? Đâu đủ đâu. Cái con này đâu có hai hệ đâu. Trời ơi. Thôi đổi cốt ngon hơn. Bây giờ phải tiêu 200. Thôi đổi cốt. Lấy cốt ngọc. Đổi cốt để lấy cốt ngọc anh em chứ không phải gì. À, cái này được hai cái là. Ừ cái này rẻ nè. 50 lụm. Này hai cái nữa là 120 đúng không? 120 50 170. 170 với hai cái này vừa đủ luôn. Ok. Quyết định vậy. Đó, 170 nha. Với hai cái này nữa đủ. Hey, hai cái thôi. Rồi ok, 200 đúng nha anh em. Đấy. Bốn cái là 100. Ý, bốn cái là 80. Ngày mai được 100, ngày mai mình đổi anh em, chả gì gấp cả. Ý, cái hảo cảm phải lụm, cái này là phải lụm nè. 50. Nó đột phá hảo cảm anh em ơi, lụm. Rồi, cái này phải lụm. Ý gì hồi nãy bị khùng rồi, quên, mình quên cái này anh em. Ê. Lỗ rồi. Ok, mai quay tiếp. Mới mới tiếp anh em ơi, chứ đừng có quay liền, liền liền nha, anh em sẽ không có được cái xu mà nó thưởng đâu, uổng lắm hiểu không? Cứ từ từ, không có gì gấp cả. Nhất là môn đồ. Môn đồ mà gấp là chỉ có chết, môn đồ mà gấp là trùng sinh. Nó thật luôn. Chơi mà không tính là chỉ có trùng sinh thôi. Trùng sinh và trùng sinh. Cuộc đời chỉ có trùng sinh. Ừ được 180 thể lực ngon. Nói chứ cái việc mà anh em cái gì cần với thể lực là cực kỳ cần nha. 420. Đổ được 4. Ok. Nếu mình tính không mình lấy cái này. Tại lấy này nó có xác suất nó ra cho mình cái màu đỏ đỏ này nè. Nó cần lắm. Nếu chơi ám khí. Rồi, tiếp để đi. Không gì gấp hết. À, đi sự kiện đánh con này lót tim ra ok vô ai xa không dễ rồi đẹp quá này mời. Nhưng mà thân tồn tại vĩnh viễn nha anh em. Vĩnh viễn nè. Vô vô cực ở dưới nè. Ủa nó bắn cái bức giật gì kỳ vậy? Trời ơi. Quýnh không có đam, của cái này nó có tới 3 chặng. Mà quýnh cái gì mà thấy không? Không có đam luôn kìa anh em. Kinh gì. Rồi, đai một em. Yếu kinh trời ơi nó yếu
thằng Chay này nó mạnh lắm anh em, này nè nó nạp kinh lắm ấy. Ừ thấm rồi kìa, trời ơi thấm rầu thấm rầu. Cái này bên đài mình đi nó dễ ẹt mà sao qua đây bị ăn hiếp chứ trời. À. Mày đùa đùa. Ồ, sắp được cái cuối cùng luôn anh em. 3 vạn đúng không? 4 vạn. Rồi tiêu lên dĩa luôn rồi. Ai trời ơi lên dĩa luôn. Kinh. Dài như vậy nhưng nhiều dạ nhé anh nghe tên tên gì đây vậy. Ồ mặt trời ơi ok. Mày ăn mày dưới ra nè. Chơi về. Bây giờ. Chưa đến xong nữa ta, mình mất cái điện thoại anh em. Ôi một mình anh Tam cần hết à. Ngon. Mình lấy được móc cuối luôn rồi nè anh em, mình vượt móc luôn rồi. Ồ như như thế chứ. Mạnh nha anh em, cái du hồn thân của Tatula này ngon nha anh em, mạnh lắm ấy. Ê mình xuống hàng 90 luôn rồi nè. Ghê. Mình còn tưởng mình tèo rồi chứ. Rồi giết. Chà không 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 có thế lực. Ê cái này mình giết được nè. Nhìn nó đi. Cái này chết nè em. Đùa. Hãy ok. Đi lên tới phase 3 mà đi hết thời gian là giỏi anh em, không giết được boss thôi nhưng mà hết thời gian là được rồi. Quên, cái này nó có giết boss, cái này nó tính điểm mà quên. Trong thời gian nó có boss tồn tại thì mình đánh là nó tính điểm nếu mà xếp hạng mà lộn. Ok, giờ cũng ổn anh em. Ạc không đồ mà giờ là cũng ổn áp. Bên đài mà đi ám, mình lúc nào mình cũng ở trong top top 10 anh em. Bây giờ là mình xuống hiện tại á. Hôm nay mình mới đánh xong là mình ý trời ơi, đỡ quá. Ui trời tuyệt vời luôn. Không gửi tiếng Anh nó không cho gửi ha, mọi người khổ lắm. Ủa này có gì mà nó không cho gửi tại sợ thật. Ai vậy ta, người tốt nào vậy? Rồi mừng quá anh em ơi, có kim cương rồi, trời ơi quá mừng luôn. Lâm 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 trời ơi đỡ quá, mình có ai giúp mình để mình giúp lại.
9 trên 11 cái này được cái gì đây? À, cái hộp này hả? Hộp này cũng không không cần lắm anh em, tại vì cơ bản là mình cũng không chơi mấy con tướng này. Mà có thì cũng 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 được, không có thì thôi. Thì thiếu hai cái nữa. Cái này thiếu nhiều. À này có cái của tiêu tiêu hả? Thiếu một cái nữa. Ai cho mình một cái nữa đi. Mấy cái này màu vàng vàng này không biết có ai có không, xin thử. Thường mấy này thì họ họ dư. Không biết hồi nãy ai 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 tặng mình. Có lại coi. Ai tặng mình giúp lại cho họ coi. Hồi nãy nó không có hiện cái hình lên anh em, thành ra không biết ai. Nó mất tiêu, nó vỗ chát mất tiêu luôn, hay thiệt. Ôi giời. Thank you nhiều lắm luôn á, ai mà giúp mình thì cảm ơn lắm luôn. Rồi. Trời ơi, Nguyễn Điệp đâu rồi? Nguyễn Điệp. 25 mạnh. Chu 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 chu, Nguyễn Điệp, Nguyễn Điệp, Nguyễn Điệp, Nguyễn Điệp. Trời ơi, Phong Tiêu Thiên. Nó cậy ra hết đi. Ra là cũng tới à. Ok, có 20, 25, ấy có 25 mảnh đúng không? 25 mảnh. Bây giờ up con vũ ám này lên. À, còn thiếu một chút nữa lên rồi. Cho lên luôn em ơi. Ok, 4 sao. Con này lên 7 sao là sao là ngon anh em. 7 sao. 50 mảnh nữa là lên 4 sao, là lên 5 sao. 50 mảnh nó lên 5 sao rồi, 50 mảnh lên 6 sao, 7 sao là bây giờ 150. Khoảng 150 mảnh vàng năng. Rồi ok. Thì trong này mình còn xác suất ra tới 11 lần, một lần là 25 cũng nhiều đó anh em. Ok, cứ đủ đó mình up luôn. Đỡ có đó đỡ quá anh em. Ờ có kim cương rồi, ngày mai mình lại có thể chơi game được rồi. Ủa ai vậy ta? Ai giúp mình vậy ta? Gì giết giết gì ta, giết gì mình không hiểu luôn nữa, mà dịch giết cái gì thay đổi. Thay đổi là sao không hiểu, bây giờ nhiều lúc ngôn ngữ mình không hiểu thành ra cũng khó. Thua chịu, như là người Trung Quốc người ta không có nói tiếng Anh được, mới khổ chứ. Ai mời nó không? Ủa gì? Ê. Không lẹ quá, lắc á anh em, thì nó nhiều lúc nó lắc cái mình bấm không được. Đúng là tùy thời ha. Trời ơi, đúng lúc này 5 vạn mà nó bán mắc, trời ơi cái hồng hoàng 5 vạn. Sau này nó dư. Ok. Sự kiện này đi rồi nè, đổi rồi nè, cái này đi rồi nè, ok luôn nè. À cái này
Cái này là còn 3 ngày nữa là nó sẽ mở giam cấp nha anh em, chứ hôm bữa mình coi lộn cái này. Cái này là giam cấp trong vòng 10 ngày nó sẽ mở giam cấp, nghĩa là từ lúc mà nó bắt đầu giam cấp là 10 ngày sau nó sẽ mở để mà lên mở khóa giam cấp á. Ừ, đó mình coi mình hiểu lộn anh em. Cái thôi ngồi ngồi ngẫm nghĩ lại à. Làm gì mà còn 10 ngày nữa, không có. Mình dịch tầm bậy anh em. Anh tự đoán rồi đó, tầm bậy. Lúc lên đây mình muốn cảm ơn người ta đồ nó giúp mình, nhưng mà bây giờ mình nói chuyện cũng khổ, khác ngôn ngữ khó. Trời, đúng hồi nãy là cái người đó giúp đúng là cứu mình luôn đấy. 888 kim cương chết gì anh em, gần ngàn rồi, quý lắm anh em. Đúng là họ dư họ cho nhưng mình đúng rồi, nhưng mà giờ người ta cũng tốt đúng không, người ta không không tốt người ta không cho thì mình cũng đâu có. Hồi nãy nó không có hiện cái hình avatar của người đó, nếu mình coi người đó có xin gì mình không mình sẽ tặng lại. Chán thì giờ mình tìm không ra luôn nè, tiêu cái đoạn chat là nãy của mình mất tiêu luôn chứ đừng nói. Cái gì đổ liên tục à, nó xin xin liên tục, ai cho vậy ta, đổi liên tục thành ra mình không biết luôn. Rồi bây giờ cái này à, 7 phút nữa anh em, 7 phút nữa là đi được rồi đấy, ngon. Ok có đồ chơi rồi, trời ơi cái này có một cái được 3 cái vàng nè, nhưng mà quan trọng là bây giờ mình phải có kết nối được với ai hay không nữa. À, giờ quýnh boss thử nha anh em, quýnh quýnh chơi cho vui nè. À, ok có một con. Ủa mất luôn rồi, 5 phút nữa có con khống. À hôm nay có vàng ra, mấy ngày trước không có vàng anh em. Này 1 phút nữa là có con mẫn nè. Mà 5 phút nữa chúng hơi vào bánh thử này cho anh em coi nha, coi coi thử thôi, coi thử đam chi vui thôi chứ là để mình đi farm sao. Đó tìm ra okay. Gần đường kiều được chiến. Đường kiều được chiến ơi, giờ mong ra hai bên này. Bây giờ đúng ra nếu mà mình xong này rồi game nó đừng có ra này nữa mới hay, cho game thủ có đỡ thiệt đó. Trời chang luôn em, chán thì không ra được, xác suất ra trùng nó quá cao luôn. À, thằng này nó xài cái này đi để nó tiết kiệm thể lực cho tụi kia xài. À hơi có mấy con bot đầu đầu này anh em, bot mẫn ghi bot mẫn vậy thôi chứ mà mình giết nó vẫn được, giết mấy con xung quanh chứ nó không có bất tử như mấy con bot sau này. Mình đi farm cốt cái tầm thời gian này là mấy con này giết được, nó bút mẫn cũng như bút đơn đù quá đẹp. Cái Masura nè,
Nhìn binh chán ghê nè, mình bị delay á, thành ra lúc đam nó cũng thọt nhiều. Đam của con Tam Tu La đúng to, đam con vũ áo không 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 có bao nhiêu luôn, không không có si nhê luôn. Ồ, thằng này 1 triệu 7 lần à. Ghê. 8 sao luôn. Ủa nó đi cái gì vậy? Hai cường hả? Wow. Tim lạ nha. Ồ, nhảy một lần nhảy đam hơi bị ghê anh em. Rồi thôi nhà anh em ha, 4.900 nha. Thôi coi như là gần gần 5.000, nó 5.300 nè. Rồi mình ao ra mình coi cái thứ hạng của mình nó đứng ở thứ khoảng bao nhiêu. Con bút mẫn nha, bút mẫn mà 5.000 hả? Cái này là vạn rồi, hơn mình là hơn nhiều. Đây nè, mình đứng hạng 3 anh em. Nếu mà xét ra hạng nào mình đứng hạng 3 nha, 5.000 là mình hơn người này rồi, thua hai người này. Hai người này họ lên tới giống như là, như ví dụ như mình không biết cái chữ này chữ gì nha, ví dụ như nói chữ ức đi, cái này là nó là vạn ức, ví dụ vậy, hơn mình rồi. Mà đứng ở đây nha. Ủa mình ăn được này luôn hả? Này nó 10 sao á nè, mà nó 2 sao chân thân nữa, vậy nó 2 triệu được chiến. Nó không có tiêu tiêu nè. Này có tiêu tiêu mà sao đánh đam thấp ta. 7 sao hơn mình luôn. Ok. Rồi. Mình đi anh kia đào kho báo anh em ơi. Rồi chút cái mình đi vô mình farm tiếp. À, muốn đồ lõa rồi 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 mở rồi mở rồi, vô 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 hello. Ai đi chung không? Ok để coi coi. Thời gian đầu mà có cái này cũng đỡ lắm em, tại cái này nó được tài nguyên cũng khá 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 là ngon anh em. Nhất là bây giờ mình mong nhất là vé quay thiệt luôn, mong vé quay nhất. Để hộp hảo cảm. Không có vé quay, trời ơi không có vé quay bây ơi, ấn đi tao nói ấn đi trời, nếu mình hoài. Thằng này thiệt tình luôn ấy, lợi dụng vậy. Hey, hey you. Gì vậy trời?
Vậy con này nó làm sao vậy ta? Wow, mọi người săn về khí thế nha. Hôm nay nó không chuẩn bị luôn trời. Chán thiệt. Nói tiếng Anh với mấy người Hoa họ họ không có chịu trả lời bằng tiếng Anh đâu. Ý tiếng Tàu là cho coi nè, nó là một bó tay. Ơi, thôi mình đi ăn này đi mệt. Mà người khác chơi. Mắc gì khổ dữ. Mày 49 nè. Vô không? Vô không? Ok. Có được xui thôi chứ không có được ấy anh em ơi, không được tiếp xúc. Một cái gì vậy? Mình còn chưa lụm nó, thằng nào lụm này. bánh, ok. Ok, rồi. Ê, xài đi ông nội. Sao mình tiêu người ta? Người ta không ai tiêu à? Ủa sao gì? Ủa mấy người này sao ta? Mình bấm này lên nó hiện lên màn hình mà. Rồi, tới công chuyện nè. Khổ ghê á. Mấy người này sao vậy ta? Đi cái gì cũng không chịu đi. Trời ơi. Chán. Nhiều lúc chơi mà có anh em chơi chung cũng vui lắm anh em mà mọi người. Chứ mà đi một mình rồi nó lỗ lắc rồi. Đông quá anh em, đông quá lắc á. Toàn này nó không chịu xả cái bánh vàng đó luôn. Mình toàn mình xả mà không ai chịu xả cái này á. Ích kỷ dễ sợ luôn. Không mà tới mà đi một mình quá anh em ơi. Mời mà tăng chán quá thì cái chán ghê luôn ấy.
còn ai khác không? Ngày chưa đúng không? Ngày 48. Vô không? Đi cái này đi. Được không? Không đủ rồi. Trời, nó không có luôn trời. Rồi, tới công chuyện nữa. Trời ơi là trời. Bây giờ mình muốn nói là bây giờ mình có cái gì mà cũng khó nói. Có anh em nào chơi Squad này không? Qua kết bạn với mình em ơi. Ở xưa việc mình chơi dễ. Ừ, tìm hậu cảm đỡ quá, cái đó là coi là có kim cương ấy. Bánh rồi. Nhìn còn lẹ nào mọi người ơi. Ở đó. Đi không? Là quá. Cái gì nữa đây? Tới một chuyện nữa rồi đó, bạn chọn trước đi. Nói trời ơi. Ở nào nữa? Rồi xong luôn, mệt. Mình đã tự đi anh em ơi. Bây giờ mình tự đi anh em à, tôi mệt quá. Nhức đầu. Được nhiều hay nhiều đi. Mệt quá. Cái này số lượt và lụm thêm nó liên quan tới cấp VIP anh em à. Cấp VIP mà càng ngon thì nó sẽ. Ủa cái gì vậy? À. Tiếp. Ủa. Đông ghê ha, hồi chơi cũng đông ghê. Việt Nam mình vắng hơn nhiều ha anh em ha. Hay là do này sụp có mới hay sao ấy. Thì bắt đầu mình đi cái này trắng lắm. Tông mình đi chủ yếu, anh em đi với nhau. Ơi, đúng kia lùm rác anh em ơi, lùm rác. Ơi, mất. Nhanh dữ. Đi luôn. Kệ nó. Mệt. Ý. Có đồ liệm 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 ngay liệm ngay rồi lầm 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 ai nhanh còn ai chậm mất. Ok lầm luôn. Trời hay vậy, đứng chỗ lầm hay ba chỗ luôn, ngon gì. Ô xà ngon tiếp. Ủa hiện nó ra hiện thì lầm. Ngon tiếp nè đúng luôn. Chuyên gia đi lút đồ rồi, kia đóng tay rồi đi nào, come on. Được 969 kim cương mà mua được ít vé rẻ nó cũng đỡ. Ok. Tiếp luôn. À hết rồi. Giờ không điên mình được nữa. Trời, 9 cái 1. Oh man. Căng à. 9 cái 1 là căng rồi.
Ủa cái gì vậy? Sao tắt không được? Lại lắc à? Liên tục. Ủa sao tắt không được ta? Rồi, nó keo nữa rồi anh em ơi. Quá nó keo nữa rồi, để mình tắt mình ấy lại nha, chờ xíu. Cho nó hết khùng ra. Đấy, trời ơi. Rồi bật lại. Đồng dữ bay. Bây giờ mình mời thì chả ai đi với mình không đây, cứ tại đi, anh xui nha anh em. Ai đi thì được thì ngon. Có hai cái sao không? Đâu ta nhìn hung dữ quá, sợ. Gì trời. Rồi. Gặp thanh niên nữa rồi. Trời ơi, khổ quá, bên Trung Quốc với tiếng Anh nó không cho gửi thôi, tắt đi, mệt quá. Vô xong tự nhiên đứng đơ mặt nó trơn. Chắc nó hết cho mình lụm rác rồi anh em ơi, tại vì hình như là cấp VIP mình hình như là như là đủ rồi. Cho nó lắc kìa. Bấm vô thử biết liền à. Bấm vô nó hiện lên. Đồng kinh. Ủa. Đúng rồi, 9 lần. À, môn đồ được là mới 9 lần anh em. Rồi thôi, kệ đi, mệt cũng đánh nữa. Anh em cũng mắc anh em ngồi cũng chờ đó cũng lâu. Rồi ra quýnh bot cái nữa chơi cho anh em coi cái đam lần nữa nha. Rồi tắt. À, hôm nay cũng vậy thôi. Ngày mai mình lại tiếp tục. Ồ, giữa nó chưa hồi sinh à. Thôi còn lâu anh em ơi. Thôi được rồi, vậy thôi. Mình stop clip ra nha anh em. Để cho anh em ngồi chờ. Thời gian nó hồi lâu quá. Rồi, bye bye anh em nha. Hẹn anh em vào ngày mai. Tiếp tục series về sinh nhật bên Trung. Rồi, bye bye anh em. See you.